Vâng, và sau đây em lên sóng những con giải mã DAC cực hot của Sony. Giải mã thì các bác thường lựa chọn Sony bởi vì Sony nó thiên về tiếng sáng, mà tiếng sáng thì phục vụ các bác nghe nhạc số, nhạc mạng thì nó trở nên hay hơn. Tại vì nhạc số thì tiếng nó không bao giờ sáng bằng nhạc CD. Để mà trải nghiệm tiếng tốt thì những con giải mã Sony như là 57ES, 59ES và 59ES là một trong dòng giải mã Sony được săn lùng và lựa chọn nhiều nhất. Thì trong này nó là gồm có là 4 con 59ES này, 5 con 57ES này, có 2 con đen và 3 con vàng, và 2 con 59ES. Tổng là 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 con. Đẹp trên 95%. Đẹp không điểm trời nha bác, long lanh cành đào luôn. Mời các bác cùng xem này. Đặc trưng của dòng giải mã này nghi hay bài đẹp bởi vì sản phẩm của nó đều có ốp gỗ hai bên. Các bác thấy còn tem cờ còn nguyên hết luôn nha. Đẹp trên 95% nha. Hàng em chiến tiến về để các bác phụ các bác vừa nghi vừa trưng bày luôn nha. Đây là 59ES nha. 59ES và 57ES đồng giá là 7 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship rồi. Chuyển khoản đủ em bớt 100 là còn lại là 6 triệu 9. Còn 59ES là có 2 con. Chỉ có 2 con 59ES thôi. Giá là 7 triệu 800 ngàn, chuyển khoản đủ vẫn bớt 100 ngàn. Đây các bác. Đặc trưng dòng giải mã Sony này nó hay ở điểm cái các bác có được 3 cổng sử dụng giải mã này. Cổng A-Lock này các bác, mình vặn qua cái nào nó hiện cái này này. A-Lock, cổng này các bác chơi cho dây 3.5 cắm điện thoại hoặc là laptop hoặc là iPad đấy các bác. Có cổng 3.5 những cái điện thoại Android đó, có thể sử dụng cổng này qua cái dây 3.5 ra AV. Còn cổng Optical thì các bác sẽ rất là quen thuộc rồi, sử dụng cho TV. Những con giải mã thông thường các bác sử dụng thì không bao giờ có cổng A-Lock đâu. Cổng này rất là sướng này các bác, đa số em sử dụng hay là những bác thích chặt số chơi nhanh gọn thì các bác gắn những cái iPad ra qua cổng 3.5 vào cổng A-Lock này. Tại vì cổng này nó có cái volume mình có thể tăng chỉnh âm lượng được nè. Cái volume này mình sẽ tăng được âm lượng, tăng nhạc, tăng cái nguồn nhạc gốc lên, rất là tiện luôn. Và mình chọn cái nào đây, cổng Coaxial này, nó sẽ hiện Coaxial đây này. Dòng giải mã Sony này nó hoạt động và tăng hiệu suất lên tới 48 kHz nha. Tại khi đó chúng ta nếu thử optical bấm này, chuyển qua DAC liền. Đấy, hay là chuyển qua analog DA. Đây là 4 con 59ES này các bác. Giá là 7 triệu. Mới long lanh luôn nha các bác. Và 57ES, 57ES thì nó xi gấu hơn, nó dài hơn so với 59ES này các bác, nó dài hơn rất nhiều. Chỉ có 2 con màu đen thôi nha. Màu đen này phục vụ các bác mình chơi những con xanh xui này, 737, 637, 737 Eagle Cat hoặc là những con đờ nông 1010D Gip. Hai cái con này là tuyệt vời, đúng size, đúng đẹp luôn nha. Hai con màu đen nha, và được ba con màu vàng. Đấy, các bác thấy này, đẹp ngất ngay hết, tem cờ nguyên luôn nha. 57 và 59ES đồng giá là 7 triệu nha bác. Những con này thì cấu hình nó y chang nhau, nó chỉ khác cái màu đen thôi. Cấu hình và giải mã DA vẫn y chang nhau. Đều có 3 cổng vào hết nha các bác. Chỉ qua DA này, chỉ qua DAC này. 48Hz. Đây là hai con 59ES. 59ES là phát triển từ con 59ES nha, nâng cấp về công suất lên. Mới long lanh nha các bác. Đây các bác, mới tinh nha. Đặc trưng những dòng này là con nào mèo vàng là nó mèo vàng gold nha, nên là rất là sang. Đấy. Hai con 59ES thôi nha các bác, hai con 59ES. Hai con mới long lanh luôn nha. Thì giải mã thì chỉ có những dòng này là mới full cổng thôi các bác. Full cổng nghĩa là full 3 cổng luôn. Cổng analog này, cổng cổng quang, cổng coaxial này, đấy. Full cổng luôn, đó là gọi là full cổng đó các bác. Mới tin, con nào cũng full cổng hết nha. Ba dòng 57, 59, 59ES đều là full cổng anh chơi luôn nha. Các bác cắm cổng 3.5 A-Lock thì các bác cắm chuyển qua A-Lock này là sẽ qua ra A-Lock. Đây là 57ES, hai con màu đen này, ba con màu vàng đều đồng giá 7 triệu, và 59ES cũng đồng giá là 7 triệu nha.
Bác nào lấy con nào? Đồ đẹp thì khỏi bàn các bác, đẹp trên 95% mới tin nha. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại này, chứng khoán đủ thì em bớt 100.000, còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên em ship hàng nha. Chứng khoán đủ thì con 59 và 57 ES này còn giá là 6.9 triệu, còn 59 ER thì em có được hai con, còn là 7.7 triệu nè, hai con 59 ER. Các bác là thích trưng bày mà gấu dày thì các bác lấy con 57 ES nha. 57 ES và 59 ES thì nó chạy chung cấu hình nha, nó chỉ khác model thôi. Còn 59 ER này là phiên bản nâng cấp của con này. Đấy. Nâng cấp về công suất thôi nha các bác. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.